Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món bông lan phô mai Nhật. Món này thì đã tràn lan trên Internet, rất là nhiều người làm rồi, nhưng mà channel mình chưa có. Và mình cũng tổng hợp ý kiến, lượm và lặt từ các người đi trước để làm ra cái công thức này dựa trên những nguyên liệu sẵn có và những cái đồ dùng của mình. Nguyên liệu thì gồm có chi, bơ, đường, sữa, bột, nước chanh, đường mình đường hạt thì mình đem mình xay ra để thành ra cho nó mịn, cho nó dễ là sữa bọ, làm cái lòng trắng. Bơ thì mình sẽ xài là 20g bơ, 50g sữa, 101g cream cheese, gọi là kem phô mai, đúng rồi. Mình đem mình bỏ vô microwave 1 phút, nhưng mà mình chia ra làm 3 lần, mỗi lần 20 giây. Cứ 20 giây mình đem ra mình khuấy để cho nhiệt độ nó tan đều. 3 lần như vậy thì nó vừa nhuyễn ra, nhưng mà cũng tùy theo cái sữa của các bạn, cái độ lạnh nó bao nhiêu á. Của mình thì mình để ra cỡ 10 phút rồi mình mới làm, thành ra mình đúng 1 phút á thì mình thấy nó là vừa ấm. Sau đó mình sẽ đổ vô 40 g bột làm bánh, là cái flour. Mình đổ vô qua cái rây á, mình vừa đổ vừa trộn cho nó đỡ bị ốc trâu á. Ốc trâu là vón cục lại, vón nhưng mà vón. Bây giờ mình đánh đó, mình cái này á, là cái hỗn hợp này vẫn còn ấm á, ấm nóng á, để cho cái bột của mình nó dẻo ra luôn, nó không có chảy vữa ra đó. Sau khi mình đánh bột, mình thấy không còn cái chỗ khô nào thì mình bỏ trứng vô. Mình khuấy vài cái thôi cho nó quyện với nhau chút rồi. Rồi để đó, rồi bắt đầu mình chuẩn bị những cái thứ khác. Cái công thức này là mình lấy rất là nhiều nguồn trên các người mà đi trước á. Trong đó thì mình chỉ đọc thôi chứ mình không lấy hoàn toàn, mình chỉ lấy cái ý kiến với lại cái cách làm này thì nó cũng chung chung rồi. Mình chỉ lấy ý kiến, những cái nhận định giống như về những cái nghiên cứu của người ta. Ví dụ như cái ông bác sĩ kia, ông bác sĩ Tây đó, thì ông là nói lên cái độ mà đông của cái trứng á, trồng trắng thì đông nóng ở 140 độ F, và trồng vàng thì 149 độ F. Nguyên cả cái trứng thì nó cao hơn nữa. Thành ra từ mình hiểu từ cái độ nấu chín đông đặc lại của trứng á, thì mình thấy vì 149 là gần 150 độ, là trồng đỏ nó đông lại đó. Thì mình thấy cách nướng của mình đây là cỡ chỉ 200 độ F ấy, là mình nó đông cái bánh mình lại rồi. Bây giờ mình đánh trồng trắng thì bạn thấy đó, mình xài cái tốc độ thấp nhất, rồi mình đánh cho mình đến khi mình thấy nó sủi hết bọt lên rồi, không còn cái trong của trứng á, thì mình bắt đầu mình bỏ đường vô, mình cứ bỏ từ từ. Còn nếu bạn bỏ ra từng lần lớn khoảng lớn á, thì mình chia làm 3 ra, mỗi lần 1/3 cái số đường đó. Còn mình thì bỏ vô cứ từng nhúm nhỏ nhỏ. Mình đánh tổng cộng cỡ là hổm rày mình đánh cái 5 phút là đều 5 phút, cái số 2 á là vừa đủ. Mình xài cái lò nhỏ này, cái lò này á, lát mình nói thêm về cái lò. Mình đổ vô 300 g nước, là 300 ml nước vô cái khung
tròn. Rồi mình bắt đầu mình bật lửa lên. Lửa là 350 độ F. Mình để hai cái đồng hồ điện, không phải cái đó gọi là hai cái nhiệt kế. Thì cái trong cái ngoài nhiệt độ nó chênh lệch nhau 50 độ luôn á, 50 độ F á. Thì sau khi đánh xong trồng trắng rồi á, mình múc từng từng phần, cũng chia ra làm 3 phần như vậy, mình múc từng phần cái rồi mình lấy cái wick đó mình khuấy cho nó tan quyện vô nhau. Mình làm như vậy, bạn thấy mình khuấy vậy nó không có bị nổi bong bóng lên đó, mình lại nhẹ nhẹ thôi. Sau khi mình khuấy, mình trộn rồi thì bắt đầu mình dùng cái spatula này á, mình lật bột, mình lật cái dưới lên, cứ lật cái dưới lên nữa, mình làm, mình xoay tròn, mình làm nó cỡ khoảng 30 cái. Mình làm tại vì mình làm với cái số lượng giống như là gần như là y chang nhau cho mỗi công thức bữa hôm đó này mình làm bánh bông lan á, cho nên mình cứ thêm một con số nhất định như vậy, 30 cái stroke như vậy, 30 cái lật á. Còn đánh vào trồng trắng thì mình đánh đúng y 5 phút ở nhà tốc độ số 2. Sau khi khuôn á, thì khuôn này mình khuôn đáy rời, cái nó là 6 × 3, 6 in chiều đường kính, 3 in chiều cao, là tương đương với 15 in đường kính 7 cm rưỡi được chiều cao. Thì mình vì nó là đáy rời, mình sợ mình nướng bằng cách qua cái trào trong nước á, cách thủy á, thành ra mình phải làm mà bọc miếng giấy nhôm ở ngoài. Còn nếu không bọc giấy nhôm á thì mình để kê lên cái ba chân á, nhưng mà vì cái lò mình quá nhỏ, mình kê lên vậy là nó sát lên ở trên á. Mình cũng có cái công thức mình làm, mình kê lên mà nó sát lắm đó. Bây giờ thì mình làm nóng cái lò khoảng 15 phút trước khi mà mình đánh trứng á, thì trước khi mình trộn hỗn hợp vô thì mình đem mình vặn lò lên rồi nó nóng rồi, thì bây giờ sau khi mình trộn xong bột mình bỏ liền vô mình nướng. Bạn thấy á, mình để 15 phút mà ở phía trong nó cũng chỉ là độ 300 độ á, trong khi mình nướng cái trong cách thủy này là 350 độ, còn phía ngoài á, thì cái nhiệt kế nó chỉ là 325 độ, nó cách nhau á. Ở trong bạn thấy không, có chỉ đề có 300 độ à. Sau 18 phút là cái bánh nó nổi lên khỏi cái mặt á, khỏi cái khung 7,5 chiều cao á. 18 phút là mình bắt đầu mình hạ nhiệt độ xuống từ 350 xuống 250. Ở trong những cái nhiệt kế đó nó vẫn còn đứng nguyên á, từ từ nó hạ xuống, bây giờ nó hạ xuống 225 á, 201 chứ. Cái này cũng 201 luôn. Bây giờ thì hai cái nó bảo giống nhau. Cái này là mình nói thêm vô thôi. Rồi sau khi mà mình hạ nhiệt độ rồi được 10 phút, bánh nó bắt đầu hơi, nó bắt đầu nó hơi xẹp xẹp xuống một chút xíu á. Rồi tới 20 phút. Cứ vậy mình để tới 40 phút là mình tắt lò. Mình không có mở cửa lò gì hết á, tại vì mình chỉ để nó 18 phút thôi đó. 18 phút rồi mình hạ nó, tuy nó cách nhau 100 độ nhưng mà từ từ nhiệt độ nó sẽ xuống, chứ không có mở cửa ra thì nó xuống lẹ hơn. Sau 40 phút đó thì mình lấy cái tre nước ra. Mình để không vô, tại vì mình nước á, mình để vô nướng trong cái phương pháp này á, thì nó có hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất á, là nó cung cấp độ ẩm để cho cái mặt bánh mình nó không có bị nứt. Cái thứ hai nữa là nó làm cái nhiệt độ của bánh nó đều,
nhiệt độ cung cấp vô cái bánh nó đều hơn nước, tại vì nước chung quanh mình để trực tiếp luôn á, thì nó giúp cho cái lò mình đều, mặc dù cái lò mình là cái lò nhỏ, nó là mình khi mình bấm chữ bake á, tức là nướng bánh á, thì nó sẽ là tự động nó đổi qua convection. Convection tức là nó có lực, có cái thổi, cái giống như có gió trong đó luôn á, có fan á. Đó, bánh lấy ra không bị eo, không bị nứt mặt, rất là đẹp, mà bánh ăn ở trong rất là ngon luôn. Mình làm công thức của mình làm hồi nào cũng là lạt hơn bình thường mà cũng ít béo hơn bình thường, nhưng mà mình ăn đối với mình là vừa. Còn nếu các bạn nào với công thức này mà cảm thấy nó lạt á, thì thêm đường vô. Đó, bạn thấy bánh rất là xốp, rất là mềm luôn, tan chảy trong miệng. Lúc đầu thì mình làm, mình cũng ưng làm duyên nó là lấy cái đồ bông làm không bỏ lên, nhưng mà mình quay mình đi, mình lật lại cái bông tẹt lẹt ra luôn, thành ra mình rưới luôn đường phủ hết luôn. Cắt đáng lẽ mình lấy cái dao cao to mình cắt, mình cắt cái dao nhỏ này á, nó nát ra, lát mình đổi cái dao to mình cắt cho nó thẳng thớm ra. Rồi bây giờ mình ăn biểu diễn cho các bạn coi, cái bánh xốp nó ngon dữ lắm, trời ơi nó ngon chi lạ. Đây là cái bánh mình làm bữa nay, tại vì mình làm bánh nhiều để mình đãi thợ rồi làm ở nhà cho mình á. Cái bánh này là nó mình đánh quá trứng á, nó hơi bị nhăn cái mặt đó, bạn thấy không, nó nhăn cái mặt tại vì đánh trứng. Còn cái bánh này á thì mình nướng lửa cao, và lúc đó mình nướng 375 độ, lửa cao quá 375 độ mình để 20 phút ở step 1 á, giai đoạn 1 á, thì cái bánh nó hơi nứt ở trên á, nó hơi nứt nứt ở trên mình, tại vì mình xay về mặt bên kia bạn không có thấy rõ. Mình đưa ra để mình thấy rằng tuy là công thức giống y chang nhau, nhưng mà cái cách nướng khác một chút, cách đánh mà trứng khác một chút là ra cái thành quả khác liền. Nhưng mà đặc biệt cái bánh này mình thấy mình làm mấy ổ, 4 5 6 ổ vừa rồi á, thì dù nó có bị nứt mặt, dù nó có bị nhăn đi nữa, mình khi mình cắt bánh mình bỏ cái phần đó đi, thì mình không có thấy cái phần đó đi, thì cái bánh cái nó vẫn đẹp và mà vẫn ngon bình thường. Cho nên cái làm cái loại bánh này mà đem giục thùng rác là rất là hiếm, là bởi vì nó không có cái gì mà gọi là hư, ngoại trừ bạn ngủ quên để nướng cháy đen thùi lùi thôi. Rồi coi như là hôm nay mình giới thiệu cái cách của mình làm bánh bông lan. Sau khi tổng hợp nhiều ý kiến trên mình tìm kiếm á, thì mình rất là hài lòng nó, để mình chia sẻ với các bạn, nếu các bạn nào thích thì làm. Và chú ý về cái phần lửa đó, tùy theo có mỗi lò lò của mình đấy, thì cái lò nhỏ mình cũng nói rồi đó, thì mỗi cái lò mỗi khác của bạn, thì các bạn có thể là hy sinh một cái ổ đầu tiên rồi từ đó rút ra kinh nghiệm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.